Kinh doanh nhà thuốc cần thấu hiểu khách hàng. Thấu hiểu khách hàng chính là cái chìa khóa tạo nên thành công cho mỗi nhà thuốc. Thế nhưng đây cũng là một cái bài toán khó đối với lại đa số các cái nhà thuốc hiện nay. Sự thấu hiểu khách hàng là một cái việc mà nhà thuốc hay là các cái dược sĩ bán hàng cần phải nắm bắt sâu sắc những cái nguyện vọng, thị hiếu của khách hàng. Thông qua đó thì đưa ra những cái tư vấn, những cái góp ý chân thành giúp cho khách hàng tìm ra được cái giải pháp tốt nhất, làm cho cái thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Từ đó thì thuyết phục khách hàng tin dùng cái sản phẩm của nhà thuốc. Có thể hiểu những cái mong muốn của khách hàng được cất giấu ở bên trong mỗi người. Chính những cái yếu tố này là những cái động lực thôi thúc quyết định mua hàng của khách hàng. Nhưng mà ngay cả họ cũng không hề hay biết. Bởi vậy, cái nhiệm vụ của người bán hàng không chỉ là chăm giới thiệu về sản phẩm, mà hơn hết họ phải giúp được khách hàng khám phá ra những cái nhu cầu mà họ đang cần và tự nhận ra cái sản phẩm dịch vụ mà người bán đang cung cấp. Đó chính là cái giải pháp tối ưu dành cho họ. Vậy nhà thuốc, các bạn làm sao để mà thấu hiểu khách hàng? Ngày nay với cái quyết định mua hàng, mua một cái sản phẩm, thứ mà khách hàng họ cân nhắc không chỉ là tính năng ưu việt của sản phẩm, mà họ còn cần một cái người bán hàng tinh tế, chính trực, tôn trọng và hiểu cái nhu cầu của họ. Để là một người bán hàng khôn khéo, bạn có thể tham khảo các cái nguyên tắc sau đây. Một là nghiên cứu thị trường để mà thấu hiểu khách hàng. Việc mà nghiên cứu thị trường sẽ giúp nhà thuốc biết được cái xu hướng tiêu dùng của người khách hàng, trải nghiệm thực tế khách hàng với lại cái sản phẩm và xác định được các cái đối thủ cạnh tranh. Các cái phương pháp được đánh giá cao trong cái nghiên cứu thị trường bao gồm sử dụng những cái bảng câu hỏi này, gọi điện cho khách hàng này, xin ý kiến của khách hàng và chạy các cái chương trình dùng thử sản phẩm. Với các cái kết quả thu nhập từ nghiên cứu thị trường, nhà thuốc sẽ có cơ sở để mà đưa ra những cái kế hoạch đúng đắn trong cái việc mà cải tiến chất lượng sản phẩm và đồng thời tạo nên được cái sự gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu. Cái thứ hai là hãy luôn đặt câu hỏi tại sao sẽ giúp bạn thấu hiểu tâm lý khách hàng. Để mà giải quyết cái bài toán khó nhằn, bạn hãy tự đưa ra cho mình những cái câu hỏi tại sao về các cái hành vi tiêu dùng của khách hàng. Nói một cách khác là bạn hãy thử đặt địa vị của mình là khách hàng để mình thấu hiểu rõ về cái vấn đề mà nhà thuốc bạn đang gặp phải trước khi đưa ra các cái phương pháp tháo gỡ đó. Cái thứ ba là luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng. Bất kỳ khách hàng nào khi mà đến với nhà thuốc, họ cũng đều muốn dược sĩ tư vấn thấu hiểu và tiếp thu những cái ý kiến của họ. Tuy nhiên không phải khách hàng nào cũng có cái khả năng diễn đạt mạch lạc, trôi chảy những cái điều mà họ muốn nói. Bởi vậy người dược sĩ lúc này phải thực sự là người mà phải lắng nghe mình. Hãy thể hiện cái thái độ cầu tiến, chăm chú nghe những cái nhận xét của họ, kể cả là những cái phản hồi không tốt nha các bạn nhé. Sau đó thì hãy đưa ra những cái lời giải thích và tư vấn phù hợp, bao gồm cả ưu điểm và khuyết điểm về sản phẩm, giúp cho khách hàng họ làm sao họ mà có được những cái lựa chọn tốt nhất. Và luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Việc nghe hiểu khách hàng của nhà thuốc thể hiện qua những cái sản phẩm phù hợp với những cái nhu cầu chính xác của khách hàng. Cái thứ tư là nắm bắt cơ hội khách hàng khi mà mua sắm thường được chia thành hai kiểu mẫu, lựa chọn theo cảm tình và người mà đã nghiên cứu kỹ về sản phẩm họ định mua. Với những cái vị khách hàng thuộc kiểu mẫu thứ nhất, bạn phải thấu hiểu cái tâm lý của họ. Đó là một cái quyết định mua hàng của họ rất là dễ bị tác động bởi những cái lời tiếp thị của người bán hàng. Bởi vậy trong thời điểm đó, nhân viên tư vấn cần phải nắm bắt được cái cơ hội này và định hướng khách hàng đến với sản phẩm của nhà thuốc trong cái khuôn khổ phù hợp sở thích tâm lý của khách hàng. Với những cái vị khách hàng thuộc kiểu mẫu thứ hai
Thông thường họ sẽ cảnh giác với những cái lời mà chào bán hàng của bạn. Bởi vậy, để mà thấu hiểu khách hàng, cái trường hợp này, khi mà bạn nhận được cái sự tin tưởng và cái quyết định mua hàng từ khách hàng, bạn cần phải đưa ra những cái chứng cứ thuyết phục. Bạn phải đảm bảo cái sản phẩm của bạn thật sự là ưu việt. Ngoài ra, bạn có thể trích dẫn những cái lời đánh giá tích cực từ khách hàng cũ về cái sản phẩm. Điều này sẽ có cái tác động không nhỏ đến hành vi của khách hàng. Bởi cái tâm lý con người ta ấy, nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người có chung một cái mục đích và một cái hành vi giống họ. Trên đây là những cái chia sẻ mà các cái dược sĩ của nhà thuốc đã tư vấn cho khách hàng như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những cái kiến thức như thế này, hãy chọn chuông thông báo để được thông báo về những cái video mới nhất. Tôi có rất nhiều cái vấn đề bạn muốn biết để cho cái công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn về vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn vào những cái video tiếp theo. Chúc bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của tôi nhé.